Các bạn lớn dần và cha mẹ của bạn già dần, những nếp nhăn bắt đầu có trên khóe mắt. Ánh mắt cha bao năm qua vẫn thế, đầy tin yêu và hy vọng. Cha không nói nhiều như mẹ đâu các bạn, cha chỉ im lặng thôi. Nhưng các bạn biết không, khi ngày mà mẹ các bạn nằm trong phòng xanh, cha của các bạn đứng ở ngoài và rất bồn chồn lo lắng, không biết đứa con của mình như thế nào. Mình đã gặp những người cha, mình đi trực bệnh viện, mình gặp những người cha: trời ơi, vợ tôi sinh rồi, vợ tôi sinh rồi. Ê mày ơi, vợ tao sinh rồi. Mua cái chi thế hả? Trừ tao phải mua cái chi cho vợ tao hả? Để cho con tao nó ăn nó lớn. Mình gặp rất nhiều. Các bạn đừng tưởng cha các bạn không sống tình cảm nhé. Cha các bạn luôn luôn tình cảm, nhưng không bao giờ các ông ấy nói ra đâu. Để trong lòng tới khi nằm xuống đất luôn. Khi ấy chúng ta cảm nhận được thì mọi thứ đã qua rồi. Những đòn roi, những cái sự la mắng, tất cả chỉ vì muốn chúng ta tốt hơn theo ý nghĩ của cha mà thôi. Hãy nhìn sâu vào đi. Hãy nhìn sâu vào ngọn đèn mà Chúa Tôn Đức đã truyền ra cho các bạn đi. Ngọn đèn của tình thương và sự hiểu biết, của trí tuệ. Các bạn phải có đủ trí tuệ. Các bạn lớn rồi, các bạn phải có trí tuệ để các bạn nhìn sâu sắc cuộc đời này. Nhìn sâu một chút đi. Có phải bên cạnh cha là mẹ hay không? Dù mẹ còn hay mất, cha có vì một lý do gì đó đi bước nữa hay không? Nhưng trong các bạn, cha vẫn là cha, mẹ vẫn luôn là mẹ, không thể khác được. Không có định nghĩa nào khác được đâu bạn à. Mẹ nói nhiều lắm, nhưng mẹ thương con nhất trên đời. Các bạn hãy nhớ xem, ngày nhỏ các bạn chỉ cần té một chút thôi là mẹ ôm lên: ôi trời ơi, con tôi. Hôm vừa rồi mình đi tổ chức chơi cho các em thiếu nhi, thì em thiếu nhi đó vô tình bị té và có một chút máu ra, và mẹ thấy máu, ôm đứa con của mình chạy vùng quanh, không biết chạy đi đâu hết, nhưng mà cứ chạy ôm, chạy vùng quanh như vậy: ôi con tôi. Đến khi mình trấn an thì bà mới chịu bình tĩnh trở lại. Mẹ mình ở nhà trước đây nói rất nhiều và mình không thích điều đó. Mình muốn đi ra khỏi cái không gian ngột ngạt đó. Các bạn biết không, ngày mình đi học xa, cách nhà mình 1000 cây số, mình khi mình lên xe thì mẹ mình ôm mặt khóc và ngồi bệt xuống đất. Cái hình ảnh đó là hình ảnh đến bây giờ mình kể các bạn nghe, mình chia sẻ cho các bạn nghe thì nó vẫn mường tượng lên trước mắt. Cái đêm mà mình quyết định chọn Huế là nơi tiếp tục học tập, mẹ mình đã khóc. Và những đêm sau mẹ cũng khóc. Mẹ cứ nói ba rằng là: anh nói nó đi, nói nó suy nghĩ lại đi. Và rồi 6 năm đã cho mình nhận ra được nhiều thứ. Mình
các bạn ạ. Mình hỏi lại các bạn lần thứ ba, từ đầu đến chân các bạn, ngoài những thứ của ban tổ chức khóa tu ra là của ai? Là của cha và mẹ của các bạn đó. Không có ai khác đâu, không phải người yêu của các bạn cho các bạn ngày hôm nay đâu. Cũng không phải người hàng xóm. Lòng từ bi hay sự bố thí của người ngoài cũng không đủ để cho các bạn có một sự đầy đủ và sung túc để tham dự khóa tu này như vậy đâu. Vậy mà mấy ai trong chúng ta biết được đâu, đâu ai biết được đâu. Chúng ta cứ ngỡ rằng là cơ thể này từ trên trời rơi xuống mà từ dưới đất chui lên vậy á. Nên chúng ta chẳng cần để ý ba mẹ nghĩ gì, chẳng cần hiểu ba mẹ đang làm gì và cần gì. Các bạn ạ, họ cách chúng ta 2-3 thế hệ, mấy chục năm trời, làm sao có thể hiểu được hết chúng ta. Vậy mà chúng ta đi học, chúng ta được học cao, học đại học, tại sao không một lần, mỗi lần mà mình giận ba giận mẹ, mình nghĩ rằng là hãy nghĩ cho ba mẹ một chút thôi. Tại sao mình lúc nào cũng bắt ba mẹ hiểu mình, mà sao mình không chịu hiểu ba mẹ vậy nhỉ? Đúng không? Các bạn có bao giờ hiểu ba mẹ chưa? Có bao giờ hiểu hết lòng ba mẹ chưa? Bạn nào hiểu hết rồi giơ tay để chư tôn đức chứng minh nào? Bạn nào một lần hiểu ba mẹ giơ tay cho chư tôn đức chứng minh nào? Mạnh dạn lên các bạn, chúng ta là thanh niên. Bạn nào đã từng hiểu ba mẹ rồi giơ tay cho chư tôn đức chứng minh nào? Không một cánh tay nào giơ lên. Do các bạn không dũng cảm, hay thực tế không, các bạn không bao giờ chịu hiểu ba mẹ. Ngoài cơm, áo, gạo, tiền, tình cảm, ba mẹ dành hết cho con, nuôi thân chưa đặng thì dành nuôi con. Mỗi tháng lấy lương về là cứ phải trừ ra, cái này của đứa này này, cái này của thằng A, cái kia của thằng B. Ôi thằng A nó sắp nộp học phí rồi, bây giờ kiếm đâu ra tiền để cho nó nộp học phí đây. Thế là đi chạy vay. Lãi suất bây giờ là 3.000. Lãi suất là 3.000 một ngày, để vay lãi suất nặng đó các bạn. Một ngày 1.300.000. Rất cao. Một sinh viên đóng là 4.000.000. Nhưng chưa chắc một năm ba mẹ các bạn đã trả hết, nếu phải đi vay lại như vậy. Ngay cả việc một lần hiểu cho ba mẹ các bạn thôi, các bạn cũng hà tiền nữa. Chúng ta hãy một lần lắng lại đi. Các bạn cùng lắng đọng lại đi. Hãy dừng tất cả mọi suy nghĩ ngoài kia lại đi. Đây là cơ hội để các bạn nghĩ về ba mẹ các bạn đó. Chắc giờ này các bạn, ba mẹ các bạn ở nhà cũng cảm nhận được cái luồng điện, cái luồng tâm thức mà các bạn đang dành tặng ba mẹ. Bây giờ các bạn sẽ thả tâm đèn. Mời các bạn tay phải cầm đèn, xin lỗi, tay trái cầm đèn, tay trái cầm đèn, và tay phải đặt lên tim của mình. Lồng ngực của các bạn đã cảm giác được sự va chạm của năm ngón tay chưa?
Tại vì nếu có cảm giác được thì các bạn mới biết tim mình đang đập như thế nào. Dòng máu của cả trong người các bạn đang trôi như thế nào. Sự tuần hoàn của không khí hít vào thở ra như thế nào. Hãy đặt lên và nghĩ về cha mẹ xem. Đã bao lần con làm cho cha mẹ vui chứ ba mẹ nghỉ? Một lần, hai lần, hay ba lần? Con đỗ vào đại học, ba mẹ vui lắm. Nhưng ba mẹ đâu có biết được rằng phương xa con học hành như thế nào. Thậm chí con quên mất con đang sống như thế nào. Ba mẹ ơi, hôm nay con đang được tham dự khóa tu đây này. Con đang ở trên dãy Trường Sơn lịch sử, oai hùng thiêng liêng. Con đang tận hưởng một không khí rất trong lành, khác hoàn toàn với không khí của thành phố nhộn nhịp. Tim con đang đập, ba mẹ. Con tự hỏi đã bao lần con làm cho ba mẹ vui chưa ba mẹ nhỉ? Hay ngày hôm nay con làm ba mẹ vui một thì ngày mai con làm ba mẹ đau mười? Có ai chưa từng làm ba mẹ buồn và khóc hay không? Giơ tay nào. Vâng, 0/300. Và tiếp theo, chúng ta hãy ngước nhìn lên màn hình. Chúng ta cùng đặt ngọn đèn xuống và ngước nhìn lên màn hình để hiểu vì sao chúng ta làm ba mẹ buồn. Một cô bé có người cha bị cơm ho thì mới bị. Bạn ấy luôn bị trêu chọc. Ho thì mượn con ư. Nhưng cha của bạn ấy rất thương bạn ấy. Bạn ấy rất buồn chán vì bị trêu chọc, đồ cha cầm. Và bạn ấy rất đau khổ về việc đó. Bạn ấy đã tìm tới người khác giới
để chia sẻ nỗi buồn. Và không may rằng người ấy là một thanh niên không được tốt trong xã hội. Bạn ấy đã bỏ học để đi chơi cùng người bạn kia, chỉ mong thoải mái được cảm giác của mình mà không cần nghĩ tới người cha của mình như thế nào. Nhưng đến khi hai bạn ấy và người kia gặp trục trặc, người yêu của mình gặp trục trặc, thì bạn ấy đã cắt tay tự tử. Các bạn biết không, ngày hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của bạn ấy. Và cha của bạn ấy đã chuẩn bị một cái bánh sinh nhật và tập nói những lời yêu thương với bạn ấy. Chúc mừng sinh nhật, luôn hạnh phúc nhé con yêu. Cha yêu con. Nhìn sự khép nép của người cha, sự muốn bộc lộ của người cha mà chúng ta không khỏi chạnh lòng. Cha không thể nói như những người cha khác, nhưng cha muốn con biết rằng cha yêu con bằng cả trái tim mình. Và điều đó đã chứng tỏ bằng hành động ôm con gái của mình chạy khắp nơi. Và như thế nào các bạn biết không? Người con gái đó đã được sống lại. Và sống lại bằng máu của cha. Không có gì là hoàn hảo cả, nhưng tình yêu của một người cha thì rất tuyệt vời. Chúng ta thấy đó, người cha trong clip rất là bị khiếm khuyết, nhưng ông đã có một trái tim, một trái tim của một người cha trọn vẹn, một trái tim của một người cha để không phải hối hận với đứa con của mình. Chúng ta có thể vì người yêu để đau khổ, vì người yêu để mà cắt đứt tay của mình, vì người yêu để về nhà cãi mẹ cãi cha. Nhưng có một lần nào các bạn vì cha vì mẹ để làm vậy hay không? Dám không? Các bạn có dám không? Không ai dám đâu. Chỉ khi nào bực tức cha mẹ quá mới cắt tay, để cha mẹ xa ra khỏi cuộc đời mình mà thôi. Chúng ta có thể làm vừa lòng đối tác, chúng ta có thể bắt tay với đối tác, chúng ta có thể ôm hôn người thương của mình, nhưng đã bao giờ chúng ta làm với ba mẹ hay chưa? Ai làm rồi giơ tay cho mình xem. Một bạn, hai bạn, ba bạn, bốn bạn, năm bạn, sáu bạn, bảy bạn, tám bạn, chín bạn, mười bạn, mười một bạn, mười hai bạn, mười ba bạn, mười bốn bạn, mười lăm bạn, mười sáu bạn. 16/300. 16/300. Chúng ta cần xem lại. Chúng ta cần xem lại
và hãy dành cho cha mẹ mình nhiều hơn một chút nữa thôi. Sau khóa tu này hoặc là ngày mai, các bạn hãy tranh thủ gọi về cho ba mẹ mình. Chẳng cần phải nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ, hay ba ơi con yêu ba, nó rộng tích lắm. Nó chỉ các bạn làm sao mà ngày mai các bạn gọi về, và đúng ngày mai của tuần sau các bạn gọi về, và đúng ngày mai của tuần sau nữa các bạn gọi về. Tức là một tuần ít nhất các bạn nhớ ba và mẹ một lần. Có những người một ngày gọi về cho ba mẹ mình một lần, và có những người một tháng, hai tháng không có cuộc gọi nào cho ba mẹ hết. Hoặc là nhớ đó rồi bận quá con quên mất. Chúng ta tặng hoa, tặng quà cho bạn gái nhân mùng 8 tháng 3. Chúng ta tặng quà cho người yêu của mình. Chúng ta phải làm bằng mọi cách để bó hoa đó đẹp nhất, để món quà đó đẹp nhất. Nhưng ngày sinh của ba mẹ chúng ta nhớ không? Ai nhớ ngày sinh của ba mẹ giơ tay mình xem nào. Ngược mong chư Tôn Đức chứng minh. Số lượng của các em rất nhiều, nhưng có lẽ cũng chưa đủ một nửa. Rồi, cảm ơn các bạn. Ở Việt Nam vào mùa đông thì rất là lạnh. Có một bà già đó, bà bế bà có đứa cháu, con của con gái của bà bị chồng bỏ. Thế rồi cũng bỏ con để đi tìm một hạnh phúc mới, với mong muốn rằng một cuộc sống tốt đẹp hơn, mình có thể đem tiền về cho con mình và nuôi con mình tốt hơn, và mẹ là người thay thế mình. Nhưng mà cô cũng không ngờ rằng cuộc sống nó không được như suôn sẻ, và cuộc sống không được như ý của cô ấy. Thì bà già rồi nên là phải cắt rau muống hàng ngày đi bán. Thì vì nghèo mà không có ruộng riêng nên bà phải đi hái rau muống ở ruộng. Rau muống ở ruộng, thế rồi mỗi ngày bà phải đi bán để kiếm được khoảng 10.000 hay 15.000 có thể đủ được tiền gạo ngày hôm đó và một món gì đó làm thức ăn thôi cho đứa cháu của mình và cho bà của mình, cho bà nữa. Thì ngày hôm đó bà cắt được 10 bó rau thì bà bán 4 bó rồi. Xin lỗi, bà cắt được 12 bó rau. Bà bán được 2 bó, còn 10 bó. Thì mỗi bó chỉ giá 2.000 đồng. Rau của bà nó dập, nó nát. Rau của bà không được đẹp nên là người ta ít mua. Cậu thanh niên đó, cậu mới đi ngang qua thấy một bà già ngồi trong lành lẽo như vậy. Thì cậu mới hỏi, cụ ơi, rau bao nhiêu tiền một bó ạ? 2.000 cháu ạ. Cháu lấy mấy bó? Dạ, cháu lấy hết 10 bó. Nhưng cháu gửi tiền cho bà trước, rồi chút nữa cháu quay lại lấy sau. Thế là bà cụ đó cứ ngồi chờ. Ngày hôm sau, cậu thanh niên đi ngang qua không thấy bà cụ nữa. Rồi ngày hôm sau nữa, cậu thanh niên đi ngang qua cũng không thấy bà cụ nữa. Rồi ngày hôm sau nữa, cậu của ấy cũng không thấy bà cụ nữa. Cậu ấy mới hỏi những người xung quanh là, cô ơi, cái bà cụ ngồi bán rau ở đây đâu rồi? Người ta mới nói rằng, chẳng biết có đứa nào nó mua rau của cụ mà nó hẹn cụ nó sẽ quay lại lấy. Còn cụ thì cứ tưởng là nó cần rau để nấu cho bữa tối, nên là cụ cứ ngồi chờ nó mãi trong đêm. Tối rét buốt như rứa, cụ cứ ngồi rứa đến khuya và cụ
chết. Cậu thanh niên không biết làm gì cả. Cậu đắng họng và lủi thủi đi về. Năm 1988, vào tháng 12, tại Marina có một cuộc trận động đất lớn 8,2 độ Richter và đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn 3.000 người chỉ trong vòng 4 phút. Thì tại một trường học, một người đàn ông lao tới và nói rằng là cứ bươi đá những đống gạch khỏi cái đống đổ nát đó, tìm phòng học của con mình và bươi cái ra khỏi đống đổ nát đó. Thì những người xung quanh nói: trời ơi, con tôi chết rồi và con anh cũng chết rồi, đừng có tốn công như vậy. Người đàn ông không nghe, vẫn cứ tiếp tục nhặt từng đống gạch hết sức mình, lấy từng viên gạch ném đi ra ngoài. Ai nói cũng không nghe hết, nói rằng nó chết rồi và con tôi cũng chết rồi, chúng ta đang đau khổ, ông đừng làm vậy nữa, sẽ tổn hại đến ông. Ông mới nói một câu: hãy giúp tôi đi, có giúp tôi không, có giúp tôi không mà lại nói vậy. Và sự kiên trì của ông đã được mọi người trợ giúp. Và 11 trên 33 học sinh đã được cứu. Vì phòng học chấn cái xà ngang nên là mọi cái sự đổ nát nó chừa cái xà, nó đi ngang qua cái xà ngang đó, nó không thể sập xuống được, và những đứa trẻ được cứu sống. Vì sao? Vì trước đó người cha nói rằng là: con ơi, dù con có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cha vẫn sẽ đến bên con. Và khi 11 đứa bé ở trong cái góc tối đó thì mới nói, mới hoảng sợ, thì cậu bé đó nói: yên tâm đi, cha tớ hứa là cha tớ sẽ tới, các bạn yên tâm đi. Và cuối cùng cha của đứa bé đã tới và đã cứu được đứa bé, cứu được luôn những đứa con của người khác, là những người bạn của đứa bé. Và tại Nhật Bản, cũng tại một cuộc trận động đất, các bạn chắc